dọc đường ven biển Mỹ Khê, Sơn Trà. Bên cạnh những công trình du lịch, dịch vụ khang trang, vẫn còn có những nơi bãi biển bị bỏ hoang kiểu như thế này. Nhiều khu resort, dự án đã được đầu tư cả chục năm qua, nhưng đến nay vẫn nằm yên tại chỗ. Lều chõng bỏ không, phương tiện hư hỏng. Bãi biển đáng lẽ trở thành nơi sinh hoạt thưởng ngoạn của người dân và du khách, lại trở thành khu vực để cỏ hoang xâm chiếm. Theo người dân, dự án bỏ hoang này nằm ở vị trí vô cùng đắc địa. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, do thiếu sự đầu tư, xây dựng nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Tương tự dự án khu du lịch Biển Đông mở rộng và vệt biệt thự khu nghỉ mát Bãi Chẹm nằm trên bãi đảo Sơn Trà. Một địa điểm du lịch nổi tiếng cũng đã bị hoang hóa hàng chục năm nay. Hậu quả là trong những mùa du lịch vừa qua, 800.000 cư dân thành phố cộng với hàng triệu lượt du khách phải chen chúc trong 10 bãi tắm công cộng dài không đến 2 km. Đoạn từ Ngũ Hành Sơn xuống tốt ở dưới kia, tôi thấy là còn 2-3 điểm nơi còn chưa xây dựng được, cho nên còn để đất trống bỏ hoang. Cái resort hay là các cái khách sạn mà họ mua, họ xí phần để đó thì họ giờ họ chưa thực hiện, thì thành phố nên có cái biện pháp mà một là thu hồi, hai là làm việc với cơ quan đó để cho họ xây dựng cho thành phố. Theo chính quyền thành phố Đà Nẵng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ hoang bãi biển là do chính sách ưu đãi phát triển kinh tế biển trước đây của thành phố này. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giao đất cho các doanh nghiệp, không tránh khỏi nhiều doanh nghiệp đầu cơ nhận phần các bãi biển đẹp. Đà Nẵng này trong những năm phát triển thì kêu gọi rất là tạo cơ chế rất là thông thoáng, kêu gọi rất nhiều nhà đầu tư. Và hiện bây giờ thì gần như là Đà Nẵng những dự án ven biển đã lấp kín rồi. Nhưng mà trong đó thì có một số cái nhà đầu tư thì người ta do về cái thông thoáng kinh tế và do người ta hoạt động ở cái dạng là đầu cơ, nên là chưa có lực để triển khai, thì thành phố đang có những chủ trương giải pháp mới mạnh hơn để tạo điều kiện cho người ta được triển khai. Nếu không thì người ta phải chuyển nhượng dự án cho cái đơn vị khác. Quyết định của cơ quan quản lý cũng nhanh chóng được áp dụng thi hành. Mới đây nhất là việc các resort khu nghỉ dưỡng trên bãi biển buộc phải mở cửa cho người dân. Những động thái của Đà Nẵng cho thấy sự quyết tâm của một bộ máy quản lý chú trọng phát triển và bảo vệ nền kinh tế biển đi đôi với bảo vệ lợi ích của người dân. Ở đây cái câu chuyện pháp luật nó rất rõ ràng, không có chuyện là chính quyền yêu cầu thế này mà doanh nghiệp lại thích thế khác, nó không có chuyện ấy. Thành ra là doanh nghiệp thì cũng phải làm theo pháp luật và chính quyền địa phương cũng như vậy, tức là khi thấy rằng được giao đất rồi nhưng vẫn cứ găm đất để đấy không làm gì thì như vậy là tính từ thời điểm đó gia hạn cho 24 tháng là phải đưa đất vào sử dụng. Trong 24 tiếp theo mà cũng không làm được việc ý thì nhà nước thu hồi và không trả lại bất kỳ đồng nào đối với doanh nghiệp. Nhưng không phải nơi đâu cũng sẵn sàng vì dân trả lại tiền cho doanh nghiệp, đòi lại bãi biển cho dân.